Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale với Chelsea, 17 giờ ngày 19 tháng 7, giao hữu câu lạc bộ. Thực ra The Blues là biệt danh của cả Kawasaki lẫn Chelsea, thế nên nói trận này không dễ cho The Blues, có nghĩa đây sẽ là cuộc đấu đấu căng và khó đoán. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Sau hai trận giao hữu tại Ireland, thầy trò Frank Lampard đã bay sang Nhật để tham dự trận giao hữu với Kawasaki Frontale. Kawasaki Frontale không phải là đối thủ yếu, thậm chí họ còn được xếp vào dạng ông lớn ở league vào thời điểm này. Bởi thế đây là liều thuốc thử với tài chỉ đạo của Lampard. Trên thị trường châu Á, Chelsea chấp 1-1 trên hai trận này và tỷ lệ đó là hợp lý. Về thực lực thì The Blues vượt trội, nhưng vấn đề đây chỉ là một trận giao hữu, lại trên đất của đối thủ, nên việc chấp 1,5 quả bóng cũng không phải là thấp. Cần thấy rằng Kawasaki Frontale không phải đối thủ dễ nhằn. Câu lạc bộ này đang nằm trong top 3 league và phong độ của họ thời gian gần đây cũng rất ổn định. Tính ra thì Kawasaki Frontale đã trải qua chuỗi 17 trận liên tiếp không thua, kể cả ở đấu trường khắc nghiệt hơn là AFC Champions League. Tuy vậy thì những đối thủ mà Kawasaki Frontale đụng phải không thể so sánh được với Chelsea. Nửa xanh thành London mất đi Eden Hazard nhưng họ vẫn còn quá nhiều ngôi sao đẳng cấp. Khi các nhân tố chất lượng xuất hiện, bộ mặt của Chelsea hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước Bohemians họ chỉ có kết quả hòa 1-1 thì khi các cầu thủ tên tuổi đá chính ở trận cầu với Patrick S, The Blues dễ dàng vùi dập đối thủ 4 bàn không gỡ, trong đó hai chân sút Giroud và Batshuayi đều lập công. Trước đối thủ thua kém về đẳng cấp như Kawasaki Frontale, Chelsea hoàn toàn có khả năng thắng cách biệt.